Với nhiều khán giả yêu nhạc cổ điển Việt Nam, nghệ sĩ Bùi Công Duy không chỉ là một tài năng violon đẳng cấp mà còn là một tên tuổi bảo chứng hiếm có với nhiều buổi hòa nhạc cháy vé khi có anh tham gia. Điển hình là hai đêm diễn mới đây tại Nhà hát lớn Hà Nội. Học violon từ năm 4 tuổi, đoạt rất nhiều giải thưởng violon quốc tế danh tiếng, là nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên trở thành thành viên của dàn nhạc quốc tế ở Nga. Nhưng nghệ sĩ Bùi Công Duy lại lựa chọn trở về giảng dạy tại Việt Nam. Đầu tiên thì tôi vẫn nói rằng đây là một cái lựa chọn rất là đúng. Bởi vì tôi rất là vui, rất là hạnh phúc bởi có cái điều kiện làm việc do mình mong muốn. Và khi mình muốn thì mọi cái sự nỗ lực của mình, mọi cái mong ước của mình thì nó đều dễ dàng hơn rất là nhiều. Hiện nay tại Việt Nam cũng rất nhiều những cơ hội tốt cho các nghệ sĩ. Quan trọng nhất là chúng ta phải khẳng định được cái giá trị của chúng ta và chúng ta phải tự tạo cái môi trường. Không có nơi nào thực sự là tồi và cũng không có nơi nào thực sự là cũng tốt. Có tốt hay không thì tôi nghĩ vẫn là do tự chúng ta phải tạo nên cái môi trường. Để chương trình hay thì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác, ví dụ như chương trình phải do nghệ sĩ nào biểu diễn, chương trình như thế nào. Ngoài các cái số lượng thì chúng ta còn phải có những chất lượng cho từng buổi biểu diễn. Trong những năm trở lại đây thì ở hai thành phố lớn chúng ta đã có những cái hoạt động âm nhạc có thể nói là rất là chuyên nghiệp theo từng bước. Có những cái sắp xếp những cái lịch trình diễn theo một cái lịch hàng năm thì tôi cho rằng đây cũng là một cái bước phát triển rất là tốt. Chúng ta có những cái hòa nhạc định kỳ theo ngày, theo tháng. Chúng ta thì số lượng buổi hòa nhạc cũng tăng lên rất là nhiều. Khi mà khán giả có nhu cầu đi xem nhiều cái này thì cũng cho thấy rằng một cái sự quan tâm đối với chương trình, rất là lo lắng nhưng mà cũng rất là vui. Nhưng mà tôi nghĩ rằng khi mà có cái sức ép thì bao giờ nghệ sĩ cũng có cái sự nỗ lực tốt hơn. Mỗi một lần lên sân khấu là một cảm xúc khác nhau, một cái cảm nhận khác nhau, những gương mặt khán giả khác nhau, thời tiết khác nhau, bối cảnh khác nhau. Vì vậy thì cái thông điệp mang đến cái buổi hòa nhạc thì cũng vẫn là giống nhau thôi, là làm thế nào mang đến cái vẻ đẹp của âm nhạc, chia sẻ đến khán giả cái sự gần gũi để cho khán giả cảm nhận được những cái giá trị nghệ thuật đẹp nhất. Nhạc cổ điển nó một cái lĩnh vực rất là khó, nó đòi hỏi cái sự kiên trì, cái sự chịu đựng, cái sự hy sinh rất là lớn. Cho nên rằng tôi chỉ mong cái lời khuyên là đừng nóng vội. Thật ra nó có những cái giá trị mà không ở đâu có được cả. Tôi nghĩ rằng trên thế giới âm nhạc cổ điển vẫn phát triển rất là tốt thì nó cũng có lý do của nó.